Chào các bạn, Singapore có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á, là quốc gia phát triển mạnh về kinh tế và du lịch. Đến với Singapore, các bạn không thể không ghé qua công viên Garden by the Bay để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên được hé lộ với những cảnh tượng siêu thực, những không gian như thiên đường và những tán lá xanh mướt. Công viên có tổng diện tích là 101 hecta và được chia làm 3 khu vườn là Bay East, Bay South và Bay Central. Khu vực thu hút nhiều khách nhất chính là vườn Bay South, nơi có 18 siêu cây khổng lồ đầy ấn tượng với chiều cao mỗi cây là 25-30 m. Siêu cây có khả năng phát sáng vào ban đêm nhờ chức năng thu hút năng lượng mặt trời vào ban ngày. Vào ban đêm ở đây rất là đẹp đó các bạn. Cấu tạo của thân cây là từ bê tông, nhánh cây được làm từ thép và toàn bộ cây được bao bọc bởi loài cây dương sỉ. Khu vườn Bay East là nơi thích hợp nhất cho những buổi dã ngoại cùng người thân và bạn bè, bởi nơi đây có sự kết hợp độc đáo giữa những bãi cỏ tươi tốt, những loài hoa tự nhiên cùng những mái hiên xinh đẹp. Còn nếu bạn muốn thưởng thức cảm giác mát mẻ của khí hậu Địa Trung Hải thì hãy đến với khu vườn Bay Central trong nhà kính. Nơi đây có trang bị hệ thống làm lạnh để phù hợp với những loài cây ở vùng ôn đới. Ngoài ra nơi đây còn trồng nhiều loài cây từ khắp thế giới. Mình đang đi lòng vòng trong thành phố. Singapore sở hữu nhiều khu mua sắm sầm uất bạt ngàn hàng hóa, dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng, giao thông thuận tiện, đường xá thì gọn gàng sạch đẹp. Hàng năm thì Singapore đón hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt đây cũng là điểm đến ưa thích của du khách Việt Nam với hơn 300.000 lượt khách mỗi năm. Đi cho tới mỏi chân đói bụng thì vô nhà hàng ăn thôi. Hôm nay mình sẽ dùng buffet nướng Hàn Quốc. Buổi chiều thì mình đến tham quan một ngôi chùa rất là nổi tiếng, đó là chùa Phật Nha. Đây chùa Phật Nha đây các bạn. Nơi đây là một điểm đến linh thiêng, thu hút nhiều khách trong và ngoài Singapore đến để lễ lạt thờ cúng. Ngoài ra đây cũng là một bảo tàng nghệ thuật Phật giáo đặc sắc, nơi lưu giữ nhiều số liệu, hình ảnh và đồ vật cổ nổi tiếng. Được thiết kế theo lối kiến trúc cổ thời nhà Đường với 5 tầng chính và một tầng hầm. Ngay khi bước chân vào chính diện, các bạn đã có thể cảm nhận được một không gian thiêng liêng uy nghiêm bao trùm. Trước mắt bạn là một sảnh thờ rộng với 3 pho tượng Phật lớn và hàng trăm pho tượng Phật nhỏ xếp cạnh nhau, bài trí trên tường. Còn bây giờ Hồng Phượng xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp nhé.